Xin chào các bác có thấy video mở đầu vừa rồi có đẹp không? Thực ra tất cả những video đó mình quay đều bằng điện thoại hết. Để làm một đoạn phim như vậy cũng dễ thôi, mình sẽ hướng dẫn hết những kỹ thuật cần có để các bạn có những thước phim đẹp như vậy. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu các bạn cần phải tránh những lỗi thường gặp. Sau đây là 6 lỗi thường gặp khi quay phim bằng điện thoại. Trời ơi anh Nam ơi, anh làm lỡ mất cái shot quay lịch sử của em rồi. Vì đầu tiên các bạn cần làm trước khi quay phim là bật chế độ airplane, chế độ máy bay các bạn. Để đảm bảo là video không bị gián đoạn bởi những cuộc gọi, những tin nhắn mà không mong muốn. Giống như đoạn video lúc nãy, có những khoảnh khắc mà các bạn không thể nào quay lại được. Bạn không thể nào yêu cầu người mà bạn không quen biết diễn lại những khoảnh khắc đó được cho bạn. Vậy nên hãy bật chế độ máy bay trước khi quay phim. Hoặc là riêng này mày khỏi bật, cả ngày đâu có ai gọi cho mày đâu. Ủa, anh gọi em ra đi sao không nói việc vậy? Anh ngại lắm, không biết thôi, nói gì đâu. Con trai sao mà ngại? Ai thiệt mà, ngại lắm. Quen đây đâu có ai đâu, ngại làm gì? Việc đặt ngang màn hình khi quay phim rất là quan trọng, giúp bạn lấy được nhiều thông tin về môi trường hơn, giúp mô tả rõ hơn về không gian, không khí mà đoạn phim của bạn diễn ra. Là chống rung mình đã làm một video trong kênh rồi, các bạn vào xem nha, hoặc là link ở dưới description. Zoom là động tác máy làm thay đổi tiêu cự để phóng to hay thu nhỏ chủ thể, và các bạn thường dùng zoom để đỡ phải di chuyển trong khi quay. Tuy nhiên, đối với quay phim bằng điện thoại, zoom sẽ làm giảm chất lượng video, kể cả khi sử dụng zoom điện tử hay thậm chí là zoom bằng lens đối với các điện thoại sử dụng nhiều camera. Vì mình đã test ngay cả trên điện thoại Huawei Mate 20 Pro, camera chỉ cho chất lượng tốt nhất khi 1x. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng lens rời để gắn thêm vào. Việc này sẽ không làm giảm chất lượng video, nhưng mà mình nghĩ là không cần thiết. Bạn có thể đi sát lại chủ thể để bạn quay. Mà với lại cái lens nó cũng khá là mắc. Ánh sáng rất quan trọng trong quay phim. Đối với quay phim bằng điện thoại, việc quay trong điều kiện thiếu sáng, mặc dù các bạn nhìn vào màn hình thì thấy rất là sáng, tuy nhiên việc tăng ISO quá cao làm cho video của bạn bị noise và mất chi tiết. Mình vừa kiếm được 1 tỷ đô la từ YouTube và mình tin bạn cũng sẽ làm được điều đó. Trời ơi, quay hắc não người ta mà quay xấu quá vậy ba. Và ngược lại, cho dù các bạn quay trong một môi trường rất là tối, nhưng mà khi các bạn sử dụng đủ ánh sáng, video của bạn sẽ đẹp hơn, trong trẻo hơn và sắc nét hơn. Xin chào bạn, mình là Tuấn. Mình là sinh viên vừa mới ra trường và cách đây 2 tháng cuộc sống đối với mình giống như một cực hình. Mình ra trường và mình không tìm công việc ổn định. Mình đã mất luôn cả người yêu. Mọi thứ xung quanh, mọi cánh cửa gần như đóng lại với mình. Thậm chí mình đã suy nghĩ đến chuyện tự tử. Tuy nhiên rất may mắn một người bạn đã giới thiệu cho mình một cuốn sách này. Đây là cuốn sách Làm Giàu Làm Trịnh. Với cuốn sách này mình chỉ bỏ ra khoảng 360.000 cho một cuốn sách. Và hiện tại bây giờ mình hết tự tin và thành công đối với các bạn. Mình đã kiếm được 1 tỷ đô thị trường chứng khoán Mỹ ở New York. Ngoài ra mình có nguồn thu nhập ổn định 1 triệu đô từ YouTube mỗi tháng. Và mình tin đây là một sự cứu rỗi dành cho các bạn giống như mình. Hãy mua cuốn sách này và cùng làm giàu với mình nha. Cảm ơn các bạn. Đạt ơi, đóng clip BD ghép phút nào BD thiệt luôn ta. Team mình có BD đó, team đã toàn con trai rồi, xong lại còn BD nữa. BD còn ăn kìa. Việc lia máy nhiều á sẽ làm cho video của bạn dài và kém hấp dẫn, làm cho người xem cảm giác rất là khó chịu, rất là mỏi mắt, rất là chóng mặt luôn á. Vậy tại sao các bạn không tập quay từng shot cố định, sau đó các bạn ghép lại sẽ làm cho video của bạn hay hơn? Mà làm video nấu ăn trang điểm thôi. Họ nói là trước khi gặp được người con trai của đời mình. Chẳng qua chưa tìm được con trai của đời mình thôi. Ủa chứ bữa giờ ngủ với anh Nam làm sao? Không, chỉ là không thể tưởng tượng được cảnh sẽ cầm. Video hết rồi, chúc các bạn có những thước phim thật đẹp nha. Tao chỉ phim đẹp hồi nào mày? Tao đang chỉ những lỗi thường gặp. Chúc các bạn có những thước phim thật là đặc sắc.